chế nào thích ren thì về đội của ren nha. Đây mẫu này là cô tông viền ren, rất là sexy và đẹp. Và hàng này co giãn cũng tốt lắm thôi mọi người, tầm 55 kg độ là mặc rất là ok ha. Và mẫu này có viền ren rất là đẹp luôn. Đây là màu xanh, trời ơi đẹp quá cả nhà ơi. Xinh lắm nha. Mẫu này mặc rất là thoải mái nha. Cô tông không hút nước rất là tốt. Hồng sen, đẹp mê đắm lòng người luôn. Mẫu này mình cũng không bán lẻ đâu nha, 5 cái trở lên nha mọi người. Đây là màu da. Và khi mua mọi người đừng có lựa màu dùm em nha, lựa màu em rất là khó bán luôn. 5 cái mọi người mua đủ màu giúp em đi. Đẹp quá trời, đẹp không còn chỗ nào chê nổi. Đây là đỏ tươi, trời ơi vô cùng đẹp luôn. Mẫu này chế nào 55 kg độ xuống là mặc ok nha. Còn nếu mà trên 55 kg thì phải cao mét 6 trở lên ha, chứ mà thấp quá mà nặng ký thì mặc em này hơi không có được. Nhưng mà nó cũng giãn cực kỳ luôn nha mọi người, giãn lắm luôn á. Nếu mà 60 kg thì cao 1m6 nha mọi người. Còn nếu mà thấp thì tầm 55 kg độ lại. Và mẫu này mấy bạn nào bông to mặc đẹp lắm nha, cực kỳ xinh luôn.